Để bài yêu cầu là viết thêm hai số vào cái dãy số sau. Đó. Thì ở trong cái bài toán này thì chúng ta sẽ xác định cái quy luật của cái dãy số là như nào. Đúng không? Quy luật dãy số này. Thì ở cái câu A của chúng ta, thế con nhìn thấy câu A bạn Thảo Trang à. Nào, quy luật của chúng ta này. 9 cộng với 3 bằng 12. 3 à 12 cộng với 3 là bằng 15, 15 cộng 3 là bằng 18. Vậy thì 18 cộng 3 nó sẽ bằng 21, đúng không? 21 cộng 3 là sẽ bằng 24. Đó. Vậy thì bây giờ ở cái câu A này quy luật nó là như nào? Quy luật. Đúng không? Thì số sau nó sẽ hơn số liền trước. Số liền trước 3 đơn vị. Được chưa nào? Đây là cái câu A của chúng ta. Được chưa con? Đó, đúng nào? Câu B nào? 4 này, 8 này, 16. Vậy thì chúng ta sẽ có quy luật như sau này. Quy luật ở đây nhá. Thầy xem các bạn comment như nào nào. Quy luật nào. Cái lớp này, cái lớp của chúng ta học đông thì thầy sẽ không bật mic. Sau đó chúng ta vào các cái lớp ít thì thầy sẽ bật mic. Quy luật của chúng ta ở đây, các con chú ý nhé. Là 4 này, nhân với 2 bằng 8, đúng không? 8 nhân với 2 bằng 16. Vậy số tiếp theo ở đây, nó sẽ là 16 nhân với 2 là bằng 32. Và 32 nhân 2 là bằng mấy? 64. Đúng chưa? Đó, tiếp tục thầy viết tiếp nhé. 16 nhân với 2 là bằng 32. Và 32 nhân với 2 là bằng 60. 64. Được chưa? Ok chưa các con? 100, 200, 300, 400. Thì ở đây khoảng cách đó là bao nhiêu? Khoảng cách đó là mấy nhỉ? 100, 100, 100. Thì đây nó sẽ là 500, 600. Được chưa nào? Quy luật thì khoảng cách số sau hơn số liền trước là 100 đơn vị. Ở đây thì tương tự rồi nhỉ? Đây nhá. Là hơn nhau là 10 đơn vị này. 10 đơn vị này. 10 đơn vị này. Thì thằng này nó sẽ là 150. 160. Được chưa nào? Các lớp. Đấy. Được chưa? Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Được chưa nào? Và số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số. Thì ở đây các bạn cần lưu ý thầy như sau này. Ta có nhá. Ta có lời giải như sau này. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số nào? Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là số nào? 900 số 99 mấy? 98 đúng không cả lớp? Đó. Còn số lớn hơn là số 99 thì 99 nó lại là hai số, tức là số có hai chữ số giống nhau, đúng nào? Còn khác nhau nó là 98. Tiếp theo là số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số. Cái số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số nó là bao nhiêu? Nó sẽ là 900. Vậy tổng của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Tổng ở đây nhá, nó sẽ là tổng của hai số. Tổng của hai số là 98 cộng với 900 là bằng 998 đáp số. Được chưa cả lớp? Ok chưa các bạn? Đơn giản chưa nào? Đúng chưa? Vậy thì lúc này các con quan sát đề bài. Quan sát thì nó sẽ có mấy nội dung như sau. Cái vấn đề số 1. Vấn đề số 1 chúng ta cần làm rõ gì? Đúng không nào?
Đấy, thì cái lối tư duy như này các bạn lưu ý nhé, thầy sẽ xây dựng cho con các cái thói quen để chúng ta giải quyết vấn đề ở cấp tiểu học. Chỉ có cái cấp tiểu học này thì mới rèn được cái nếp học cho các bạn thôi. Được chưa nào? Vấn đề số 1 ở đây, đó là tổng của số tự nhiên lớn nhất. Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Nha. Chúng ta cần phải xác định là số tự nhiên lớn nhất. Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Khác nhau đúng không? Nó là đi. Nó là ABC. Có đúng không? Vậy thì một số lớn nhất khi mà cái chữ số đứng đầu của nó là phải là lớn nhất. Được rồi. Vậy thì từ đây ta sẽ có được là A bằng mấy? A bằng 9. Đúng nào? Tiếp theo, bởi vì nó khác nhau cho nên là B phải bằng mấy nào? B bằng 7. Tiếp theo là C bằng mấy? À, B bằng 8. Và C bằng mấy? C bằng 7. Thì cái số này của chúng ta nó sẽ là số 987. Là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Được chưa? Đó là nội dung số 1. Tiếp theo, bây giờ cái vấn đề số 2 ở đây, các con cần làm rõ như sau. Các bạn chú ý, chú lưu ý nhá. Thầy định hướng cho chúng ta nó sẽ khác một chút. Vấn đề số 2 ở đây, đó là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau. Số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau. Nó sẽ là số nào? Là đi. Rồi bây giờ để cho con đỡ nhầm lẫn thì thầy không gọi là AB nữa mà thầy gọi là XY đi. Được chưa? Đó. Cái gạch ngang trên đầu này này. Gạch ngang trên đầu này thì để cho nói rằng là số này có 3 chữ số. Được chưa? XY của chúng ta, vậy thì bây giờ nó bé nhất. Bé nhất thì chữ số đứng đầu nó phải là bé nhất, đúng không? X nó phải bằng 1. Số lẻ nhỏ nhất đúng không? Có 2 chữ số khác nhau thì Y phải bằng bao nhiêu? Y không thể bằng 1 được. Nếu Y bằng 1 thì 2 chữ số nó giống nhau rồi thì nó bằng 3. Thì cái số này sẽ là số 13. Vậy thì vấn đề số 3 ở đây là chúng ta sẽ đưa ra cái đáp số thôi. Tổng của hai số nó là bao nhiêu? Tổng của hai số ở đây nó sẽ là bằng 987 cộng với 13 bằng 370 nhớ 1 0 bằng 1.000 luôn à? Đúng không? 1.000 đáp số 1.000. Được chưa con? Được chưa? Có chép kịp không? Vậy thì vấn đề ở đây đó là chúng ta sẽ phải quan sát vào ba cái hình đề bài cho, tức là quan sát vào hình thứ nhất và hình thứ hai để chúng ta tìm ra quy luật. Và từ quy luật đấy chúng ta sẽ tìm được x. Được chưa? Các bạn lưu ý như sau. Cái vấn đề số 1 ở đây. Các con chú ý nhá. Vấn đề số 1 này này. Đó là chúng ta phải quan sát. Quan sát hai hình đầu tiên. Hai hình đầu. Thì chúng ta sẽ tìm ra được cái quy luật. Tìm ra quy luật. Thì khi mà tìm ra được quy luật thì chúng ta sẽ áp dụng vào hình số 3. Áp dụng. Dùng cái từ nào cho nó dễ hiểu cho chúng ta nhỉ? Tìm ra quy luật rồi. Chúng ta sẽ sử dụng quy luật đó vào hình thứ ba. Được chưa? Sử dụng quy luật đó vào hình thứ ba. Thì từ đó chúng ta sẽ tìm ra được x. Rồi. Thì đây nó là các cái bước để các con suy luận để giải quyết một cái bài tập. Được chưa? Trước mắt môn toán là sẽ giúp cho chúng ta cái khả năng quan sát, phân tích để giải quyết. Các bạn phải rất lưu ý với thầy. Ở đây các bạn chú ý như sau này. Thứ nhất là đầu tiên thầy rõ ràng với chúng ta một điều rằng là để tìm được x này thì chúng ta phải xác định được vào cái quy luật. Đúng không? Mà để xác định được quy luật thì chúng ta bắt buộc phải quan sát vào những cái gì đề bài nó cho ở hình nhất và hình thứ hai. Được chưa nào? Vậy bây giờ cái vấn đề số 2 đây.
đó là chúng ta tìm quy luật. Tìm quy luật nào. Bây giờ xem nào, 19 này. Thì cái quy luật này này, thông thường thì nó chỉ có liên quan đến các cái phép toán cộng, trừ, nhân và chia mà thôi. Được chưa? Vậy thì quy luật ở đây như sau. Là các con nhìn thế này. Cái này thì nó dựa trên cái quan sát của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận nó như nào. 1 cộng 19 là 20. 20 cộng với lại là 5 cộng 6 là bằng 11, là bằng 31. 31 cộng 1 là sẽ bằng 32. Vậy thì nếu như ở hình thứ 2 nó vẫn đi theo quy luật đấy thì chúng ta sẽ áp dụng cho hình thứ 3. Đúng không? Ở thứ nhất là 19 cộng 11 cộng 5 cộng 6. Được chưa? Đó. Cộng thêm với 1 nữa thì nó là bằng 30, 32, chính là bằng cái số ở giữa luôn. Tiếp theo này, cái hình thứ hai là lấy 30 cộng với 9 cộng với 2 cộng với 4 cộng thêm 1. Nó bằng 46 luôn, đúng không? 39 cộng với lại là 6 45, 45 cộng 46. Vậy thì quy luật ở đây là gì? Quy luật ở đây là gì nhỉ? Số ở giữa thì nó là bằng tổng 4 số xung quanh cộng thêm 1, đúng không? Bằng tổng của 4 số xung quanh cộng thêm 1. Đó. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được cái vấn đề số 3 là chúng ta tìm x, đúng không nào? Rõ ràng từng ý một, đúng không? Vậy x ở đây là số ở giữa, đúng không? Nó sẽ là bằng tổng của 4 số xung quanh này cộng với 1. Nó sẽ là bằng 22 cộng 11 cộng 12 cộng 20 cộng với 1 bằng bao nhiêu? 33 này. 33, đúng không? 33 là 45. 65 cộng 1 là bằng 66. Đúng không cô nhỉ? Đúng không cả lớp? Đây là cái đề của ngôi sao năm 2023. Quan sát hình vẽ cho biết B bằng bao nhiêu. Các bạn nhìn thấy bảng nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát ở đây. Quan sát đây, đề bài yêu cầu quan sát này. Thì chúng ta quan sát, đúng không nào? Đó, quan sát ở đây. Thì cái vấn đề số 1 này này, thì chúng ta sẽ phải tìm ra quy luật. Quy luật, đúng không? Thì bây giờ cái số này nó là số mốc 72. Cái số 72 này này, thì khi mà chúng ta đổi chỗ hai chữ số này thì nó sẽ ra 27, đúng không? Và ta lấy là 72 trừ đi 27 thì nó bằng 45. Có đúng không? 72 trừ 27 bằng 45 luôn. Tiếp theo là cái số 62 này. Cái số 62 chúng ta đổi chỗ hai chữ số nó ra 26. Lấy 62 trừ đi 26 là bằng mấy? Là nó bằng 36. Được chưa? Ok, xong nhá. Bây giờ số 81 đây này. Được chưa nào? 81 ta đổi chỗ thì nó bằng mấy? 18. 81, 18. Lấy 81 trừ 18 rồi nó bằng 60 mấy? 63. Đó, đây. Được chưa? Đây, để phân biệt ra ba cái đấy. Vậy thì bây giờ vấn đề số 2 đây. Đó là cho ta tìm tìm A này. À con nhầm, tìm B chứ, quên, tìm B. Thì từ 9 đi 3 nhà, theo như cái quy luật này, chúng ta đổi chỗ hai cái chữ số cho nhau thì nó được là 30 mấy? 39. Được chưa? Đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được 39. Vậy chúng ta lấy hiệu. Cái hiệu của nó này. Lấy 93 trừ 39 bằng mấy nhỉ? Mấy? 54. 13 trừ đi 9 nó còn 4. Ok. 54. Vậy thì đáp số ở đây là số cần tìm là 54. Được chưa cả lớp? Đúng không? Bây giờ các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ phân tích cái bài toán này như sau. Quan sát và phân tích bài toán này này, các bạn chú ý nha. Cái nội dung đầu tiên, VD1 tức là vấn đề số 1 nhá. Thì số có 3 chữ số khác nhau sẽ là như thế nào? Số mà nó có 3 chữ số
khác nhau. Nó là ABC. Được chưa? Số có 3 chữ số khác nhau là ABC. Được chưa? Vậy thì các cái chữ số ABC này, các cái chữ số A, B, C được chọn từ, được chọn từ 0, 3 và 5. Có đúng không? Nó chỉ được lấy từ đấy thôi. Cái vấn đề số 2 này, các bạn chú ý nhé. Đối với cái số A, B, C này thì chữ số A là chữ số đứng đầu, bắt buộc là nó phải khác không? Được chưa? Đó là chữ số A là phải khác không? Phải khác không? Đúng không? Vậy thì nó sẽ có trường hợp 1 là với A nó bằng 3 thì B nó sẽ là bằng 0 hoặc là B bằng 5. Đúng không? Đó. Với B mà bằng 0 thì C nó sẽ là bằng 5. Đây, với B bằng 5 thì C bằng 0. Từ đây ta sẽ có được cái số là 305. Và từ đây ta sẽ có được cái số là 350. Đúng không? Ok. Tiếp theo là với A mà bằng 5. Bởi vì ở đây A nó chỉ có thể là 0, 3 hoặc 5 thôi mà A nó phải khác 0 rồi, đúng không? Thì ở đây ta sẽ có được, đó là cái gì nhỉ? Đó là A bằng 5 thì B nó có thể bằng 0 hoặc là B bằng 3. Với B bằng 0 thì ta sẽ có rằng là C nó bằng 3. Thằng này là C nó sẽ bằng 0. Vậy thì lúc này ta sẽ có số là 503 hoặc là 530. Đúng không cả lớp? Đó. Thì đây đó chính là lập số bằng sơ đồ cây. Đấy là vấn đề số 3 của chúng ta ở đây. Các bạn chú ý này. Tổng các số. Nó bắt tính tổng các số lập được. Nó sẽ là 305 cộng với 350 cộng với 503 cộng với 530. Đúng không? Đó. Thì cái này các con có thể cộng lại, đúng không? Hai thằng này cộng lại nhau bằng bao nhiêu? 600 mấy? 655 à? Cộng với hai thằng này cộng lại với nhau là bằng mấy? 1033. Thì cộng lại với nhau tiếp ở đây thì là bằng 1688. Đó. Thì đây nó là một cái cách trình bày của chúng ta. Các con lưu ý nhé.